Ngồi ngay cái lòng của người đàn ông á, sao Thi khó chịu quá trời vậy đó. Rồi nó nặng tim hả? Nó đã gì đâu vậy đó trời. Trai đẹp tặng cho 100 đô USA. Vui ghê luôn á. Tự nhiên cái lại bo cho 100 đô đang đâm gỏi. Là bằng được 100 đô là 2 triệu tư. 2 triệu tư là được 40 phần gỏi. Chị tặng cho em 100 đô dễ thương quá. Tại vì người ta bo tiền đô, tiền gì mình có rồi cho nên ta bo tiền đô. Thì sẵn tiện ngày hôm nay khách đông quá, nhưng bây giờ có mồi ngon quá trời ơi, bén quá trời ơi, cho nên mình bỏ qua không được. Cái giờ này là cái giờ ăn cơm nữa, cho nên mình phải gặp trai đẹp đi thôi. Đi qua đây chơi. Cho ngồi trong lòng tí xíu quá đã. Ôi, ôi trời ơi sướng quá. Anh có cảm giác sao anh ngồi gần anh? Tim cứ đập thình thịch thôi ấy. Vậy hả? Năm nay anh được nhiêu tuổi rồi? Hôm nay được 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dễ thương quá, đẹp trai thiệt. Sao nhìn anh giống nghề làm tóc quá vậy? Anh nào cũng tóc đẹp hết trơn vậy? Không phải đâu. Có nghề làm tóc không? Hay nghề gì? Hả? Có nghề gì không? Mình bán quần áo ngoài Hà Nội. Bán quần áo ngoài Hà Nội hả? Ủa vô đây giao sỉ hả? Đúng rồi. Định kết hợp với em mở shop quần áo hay sao vậy trời? Kiểu này lấy chồng Hà Nội mở shop quần áo là lời luôn. Cho nên định cái quán nhà của em đó. Để không kìa, chuẩn bị mở shop đồ kiếm tiền tiếp tục. Trời ơi, mà bữa nay không bán hả? Chừng nào đi về? Ờ, mình chơi trong này khoảng 2-3 hôm nữa. Vậy hả? Vô đây thấy BD nhiều có ngợp không? Không, thích luôn đây. Trời ơi, rồi có người yêu, có bạn gái, bạn trai gì chưa? Ủa. Sao mà rung quá vậy? Ngồi gần em mà anh rung quá trời vậy đó. Giống đâu. Như hả, trai mới lớn mà cái dạng mà tim đập thình thịch vậy. Ngồi gần mình mà rung quá trời luôn, tay mà nó rung hết trơn vậy nè. Nó khó chịu vậy trời. Trời ơi, tối nay có gì rảnh chở em đi chơi nha. Hẹn anh tối nay 10 giờ. Tối nay em phải có bầu với trai đẹp mới được, cao quá trời luôn rồi. Kiểu này phải cho đẻ giống như ảnh mới được. Đó. Phải gầy giống như ảnh mới được, quá đẹp trai. Cao mét mấy gì? 83. 83. Trời ơi, làm người mẫu được luôn rồi. Đã gì trời. Kiểu này phải đẻ con ra cao lắm đó nha. Tối nay nhín cho em miếng đi rồi về Hà Nội. Nha, 12 giờ đêm. Tắm rửa sạch sẽ nè. Em lấy cái máy sấy sấy ráo nước em đợi luôn. Nào tí đi bán hàng xong để anh chở đi chơi. Gì hả? Trời đã gì trời, sướng quá. Hôn em miếng coi. Ngồi gần em nghe mùi mắm không? Nghe mùi mắm hay nghe mùi chà neo? Hả? Trời thơm á. Thấy ghét quá trời luôn, mà được ôm chai là tỉnh táo liền, hết mệt liền. Cảm ơn anh nha, nãy giờ cho em ôm hôn nha. Hôn đã quá trời luôn rồi. Được ôm chai cái tỉnh táo liền à. Cho nên là bữa nay Thi gắng cố gắng để đâm phục vụ tất cả anh chị em. Bữa nay là ngày Chủ nhật đông quá cho nên mình phải tranh thủ. Bà con cô bác đến order giùm em nha. Đến vô trong order món ăn đi nha, vừa đông quá trời rồi, sắp hàng chấn động luôn rồi, kiểu này á. Tá quả tâm tư luôn rồi. Cả nhà nhớ ăn bún tâm dâm Thái Lan nha, món ăn ra mới chua chua cay cay thơm ngon đắm say. Một tô chỉ có là 60.000 thôi, thơm ngon lạ miệng. Nhớ order giùm em ăn nha, đã đến quán đi Thi rồi, ủng hộ cho tròn và cho chót. Yêu mến đi đi, ủng hộ đi nhiệt tình, mua nhà gắn máy lạnh cho quý vị ngồi nha. Rồi ông xã này đến từ đâu vậy? Hả? Sóc Trăng hả? Rồi đi với bạn gái hay gì? Lần đầu tiên đến thôi hả? Từ xưa giờ có đến quán lần nào chưa? Chưa hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Vui vẻ nha, đừng ngại. Trời ơi, nói chơi thôi nha. Trời dễ thương quá à. Lên lầu nhín cho em có bầu đi. Xuống đại cho ăn miễn phí khỏi tính tiền. Có được không? Được. Nhưng mà em thích đủ thứ. Được không? Anh làm được đủ thứ không? Đủ thứ là đủ thứ tất cả những thứ á. Đánh đá này nọ, biết đá banh không? Hả? Hồi đó giờ biết đá banh không? Đá banh biết hả? Ôi giỏi quá ha. Có học giỏi gì không? Rồi bữa nay lên chơi rồi đi về lại hả? Ôi cảm ơn nha, chúc gia đình mình vui vẻ. Thì ngày hôm nay khách đông quá trời luôn rồi, chấn động nín thở luôn nha. Xe 3-4-7 đầy hết trơn rồi. Cho nên nín thở luôn. Hello, chào chị, đến đi đâu vậy? Đến từ Hải Dương. Hải Dương, lần đầu tiên biết em hả? Khi vô quán ăn nhà hàng ăn mà thấy bưng như vậy có buồn không? Vui không? Vui hả? Nãy giờ thấy người đông có ngợp không? Đi với ai? Đi với chồng hả? Sao không cho chồng vô bên bà? Sợ tôi ôm chồng bà hả? Bà không cho chồng bà vô vậy? Chị chuẩn bị đi tập gym nè. Cho hai con chuột cho nó bự. Được không? Tại vì biết sao không, chuột mà không bự đâm gỗ nó không nổi. Mà chị thuê chị em riêng được không? Ăn đêm á, 12 giờ đêm. 2 giờ đêm luôn hả? Ừ, thuê. Tại vì 12 giờ chị mới rảnh. Thuê về nhà chị tháng lấy nhiêu? Em đứa em á, tập chị á. Chị với em tập thôi. Nhà chị có cái phòng riêng. Có cái sofa nữa. Rất là giá gạo luôn rồi đó. Giá gạo luôn hả? Rồi em tầm gì rồi bắt đầu cái ở trên nó bự hết, hiểu không? Rồi cái mông em có bự không? Ở dưới nó teo hả? Ở dưới nó teo lại luôn. Vậy là còn nhỏ hả? Chút béo à? Trời ơi, em thấy anh nhỏ xíu. Nhỏ xíu mới em thương ờ. Này là tự em nói nhỏ nha.
Cái không bự luôn hả? Dạ. Chút xíu à? Đủ xài. Đủ xài. Thôi nãy giờ nói chuyện chơi với em thôi, em xếp hàng đi đâu? Qua đường. Đường nhiêu tiền? Một đơn 13 ngàn rưỡi thì. Có 13 ngàn rưỡi à? Rồi có bao giờ người ta trả 20 không? Trời ơi, đi mấy phút mới tới đó? Tầm 1 tiếng em giao tầm 1 tiếng. 1 tiếng em giao tới đó. Không, ý là 1 tiếng phải giao được 3 đơn. 1 tiếng giao được 3 đơn, cái này được có 13 ngàn à. Vậy em làm 1 tiếng được có 50 ngàn à. Vậy em đi với chị đi, 1 tiếng chị cho 500. Nó quá trời tiện lợi luôn, bằng gấp 10 lần em chạy luôn. Vậy tối nay hẹn nha, số điện thoại kìa của chị đó, Zalo này nọ đó, nhắn tin qua gửi body em qua. Đi 1 tiếng được 500 sướng gần chết. Làm chi cho cực, trời ơi. Tập chị đi, thấy không? Thôi nãy giờ nói chuyện chơi thôi, tặng cho ly trà tát uống màu nào. À, đúng ra là em này chạy Shopee Food được 4 tháng rồi, 20 tuổi, chai mới lớn. Rồi, chị đến từ đâu? Cần Thơ kiếm nãy giờ 3 tiếng. Cần Thơ kiếm 3 tiếng dữ vậy bà. Bao xe lên đây hả? Bao Google nó chỉ được mày không à. Mặt đẹp quá à, khoe mặt đi, đỡ có trang ra đi để quay phim này bà. Nhớ tặng nước uống nha, từng Thơ lên đây. Có, mở có trang đi mấy người? Đi mấy người? Đi mấy người? Đi chồng con. Có con trai không? Chụp hình để anh, chụp đi. Má ơi, trai còn nhỏ xíu mà má. Mẹ đây là chồng chị hả? Chồng. À, chồng chị, trời ơi, năm bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 60. 60, chị nhiêu? 30. Trời ơi, rồi còn cày ruộng không? Có, trời ơi. Còn sức hả? Đầy đủ luôn. Ờ, đầy đủ. Còn ngày nào cũng qua đây chim cho. Rồi bao xe hả? Bao xe. Gần bến xe miền Tây dễ tìm gần chết. Trời ơi, dễ thương quá. Biết em lâu chưa? Trời ơi, coi lai chim hoài người muốn chết. Coi lai chim gì muốn chết luôn, bữa nay mới đến ăn. Đi Tây Ninh ghé đây luôn. Biết em mấy năm rồi? 3 năm rồi. Công nhận bà 65 tuổi đẹp ghê ha. Phun môi trái son, trái cherry. Cái miệng phun môi giống như trái cherry quá à, đẹp quá à. Trời ơi. Thôi mà Phúc Hậu quá, dễ thương quá ha. Trời ơi. Cho nước uống đi ra bà, ngồi đi bà. Trời ơi. Còn trên lầu Trương Thượng đó kìa. Trương Thượng mới mở kìa bà. Em đi ra ngoài để em coi khách hàng coi bữa nay trời mưa quá à. Em ăn đi sao em buồn vậy? Tự nhiên cái ôm chồng cái em buồn luôn. Em đừng ghen ổng nha. Dù gì đi chăng nữa chị ôm về nhà vẫn còn yêu nguyên của em. Nhớ chưa? Nhiều khi em buồn em giận em không ăn em bỏ dư quá trời. Áo xoay chân tin ri bọn ơi bạch mê xa kha. Chị đi ăn hết. Vơ bọn ca na nhưng xồm prát na áo chua pro thầy. Sạch xo sen xong nè cầm lạ bọn ai có ma miến thầm mây. Chăm bọn vơ môn trầy bọn tình là thầm mây áo bọn chinh lên. Dễ thương quá à. Ô con á, sắc sà bài. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Dễ thương quá à. Chị đến từ đâu vậy? Chị mưa tới nữa kìa. Trời ơi, chị đến từ đâu? Rồi ăn rồi chưa? Có nhiều món ăn rồi hả? Biết nói tiếng Campuchia hả? Biết. Chê không ai đó tại à, chê không ai người Trà Vinh nha, đại gia Trà Vinh. Còn anh kia là chồng chị hả? Dễ thương, đẹp trai quá vậy ông xã. Năm nay nhiêu tuổi vậy ông xã? Anh lấy xe lên đây hả? Chở ngoại mẹ lên đây hả? Đúng rồi. Đây là ba mẹ hả? Rồi dẫn ba mẹ lên coi mắt con được không? Cưới mẹ sang năm đi. Con cũng nôn lấy chồng quá trời, đậm rực quá trời nè. Muốn lấy chồng ghê á, năm nay á. Anh có vợ chưa? Chưa. Chưa, năm nay nhiêu tuổi rồi? Mới hơn 30 thôi. Hơn 30, 32 rồi. 32 chưa? Ôi đẹp trai quá, có hàm râu đã quá trời luôn rồi. Mà thương em lấy em đừng cạo râu nha. Em thích có râu. Cả nó mới đã. Sống nhờ lương thì sướng nhờ râu. Đó. Nhất lưỡi thì nhì râu. Trai thanh niên anh hùng gì đâu. Râu anh đây là râu quai non. Cái râu bồng xồm, cái râu bồng xồm. Cái râu một bên cái mồm. Râu một bên mồm. Che cái mồm. Thấy râu anh thướng quá à. Muốn lấy anh làm chồng liền coi luôn á. Không muốn để lâu luôn á. Ba chồng năm nay chắc 70 rồi. 80 rồi. Trời ơi, ba chồng đại gia Tây. Ba chồng đại gia cái gì đó, Sóc Trăng. Đó, dẫn chồng Thi lên đây coi mắt đi Thi. Chuẩn bị cưới sang năm. 80 tuổi. Nay 78 rồi. 78 tuổi rồi, ba chồng còn khỏe gì? Rồi ba chồng có mấy đứa con? Ba con có vợ hết chưa? Gái. Chưa có vợ. Này chưa vợ đâu. Vậy hả? Trời ơi, nhìn ba chồng Phúc Hậu dễ thương quá. 78 tuổi ăn gỏi con ngon không ba chồng? Ngon, nay ăn gì ngon hết. Ăn cái gì cũng ngon hết. Ngon hết. Trời ơi, ba chồng có ở Mỹ không? Có. Có ở Mỹ hả? Mới về đó. Trời ơi, đây là mẹ chồng đẹp gái quá trời luôn rồi. Mẹ chồng, ba chồng có Phúc Hậu ghê luôn á. Bởi vì không giàu sao được. Có tiền chia cho con chứ nghe. Nếu mà con lấy ảnh á, chia con hai công đất. Dạ, nữ gia con đất nhà nhiều đất dạ. Rồi cảm ơn ba chồng nha. Chúc ba chồng mạnh khỏe. Hẹn năm sau ba chồng lại ăn gọi tiếp tục. Ủa kìa, ông chồng xã con kìa. Đẹp trai quá vậy. Đi chung nhau luôn hả? Đẹp trai quá vậy, ông xã đâu có gì đâu. Trời ơi, ông xã mà cũng có chồng luôn rồi, buồn kìa. Chia tay nha ông xã.
Rồi đó, giờ anh có bạn trai gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Rồi vẫn còn hai người nguyên vậy chơi bạn vậy thôi. Rồi ba mẹ có biết mình vậy chưa? Biết. Ba mẹ biết rồi phải không? Ba mẹ biết anh bóng kính rồi mà phải không? Biết thì nó dễ hơn, đỡ bắt lấy vợ chứ không biết là khó lắm á, phải không? Nếu mà không biết 8 tuổi là nói rồi. Ờ là mà nói rồi phải không? Hồi đó giờ biết rồi chứ không biết mà bắt lấy vợ chết luôn, mà để vàng, mua vàng, mua lấy tiền mà để sẵn của hồi môn đó. Bắt mình lấy vợ giống như thi gì đó vậy nè. Sau này mới lộ đó chứ ba mẹ mới biết. Cái đó mới tưởng là mình lặn trai. Nhưng mà giờ mới công khai rồi. Và sau đây cũng cảm ơn tất cả các bà con cô bác đã đến quán nhà Ti Thi ngày hôm nay. Thì trời cũng đang mưa thì có thời gian rảnh rỗi để Ti quay cho tất cả anh chị em xem những chương trình. Và nếu cái điều gì đã sai suốt mong là tất cả anh chị em thông cảm bỏ qua. Có thể ăn đến quán nhà Ti Thi ăn không ngon có thể góp ý Ti Thi nha. Quán nhà Ti Thi hoạt động vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Tại app Grab City Food tìm kiếm Ti Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc tất cả anh chị em mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Ti Thi vào ngày mai.